Dạ, Châu xin kính chào ông bà cô chú anh chị, xin kính chào cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì cả nhà ơi, hôm nay là buổi sáng Châu thức dậy, giờ Châu lấy cái dĩa khoai lang này nè, cái hộp khoai lang này hôm bữa Châu mua đó, đi siêu thị mua đó. Nói bên nào nó muốn ăn mua để cho nó ăn, mà hổng gà mua xong cái hỏi nó con ăn mẹ nấu mà nó không, nó chưa muốn ăn nên là để tới hôm nay nè. Hôm bữa Châu mua cái này là 4.980 won, là tính phỏng phỏng khoảng 80.000 tiền Việt Nam á. Rồi thì giờ Châu khui ra Châu nấu, cái này chắc khoảng 1 kg á. Cái này cũng nhỏ nhỏ thấy cũng ngon quá nè, nhỏ nhỏ vừa ăn đó. Này nấu chắc nấu không hết đâu, nấu ít thôi, nấu khoảng phân nửa thôi, ngon quá nè, củ đều đều gọn gọn. Khoai này Châu cũng không biết khoai gì luôn. Ở Hàn Quốc cũng có nhiều loại khoai như là khoai bí, rồi khoai mật, rồi khoai củ khoai bam. Khoai mật thì nó ngọt lắm, ngọt cũng giống như Việt Nam, nấu nó tứa mật ghê đó. Châu nấu khoai lang, nấu này kia, hạt dẻ này kia Châu hay bỏ muối. Ở Việt Nam mình thì nấu vậy không à. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, ông bà cô chú, anh chị, người ta nấu luộc đồ á, người ta không có bỏ muối đâu nha. Người ta để luộc không vậy thôi à, chứ không có bỏ muối. Khoai này chắc khoai bí quá, thấy nó màu vàng vàng. Người ta không có bỏ muối, rồi cái luộc ăn thấy nó không có ngọt không. Nhiều đây nè, khoai này ta rửa rồi á nên là nó cũng có sạch, không không có cần rửa lại nhiều. Bỏ vô ít muối để nắp lại chờ 20 phút. Ông bà cô chú ơi, nó thức dậy rồi nè, nó đang phai nè. Ông bà cô chú ơi, nó xin chào ông bà cô chú đi, đừng có đụng bàn con. Xin kính chào ông bà cô chú đi đó. Vàng của mẹ đi đang nỉ mà hãy giận mình đó, nãy giờ mẹ la na cái là buồn đó mà cô chú. Thức dậy trễ ăn uống rồi còn đi học nữa, mà thức dậy rồi cái nhẹ 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 quên xin kính mọn bà cô chú nữa. Khoai này giống như khoai hạt dẻ hay sao á, nó gì nè, Châu nấu nó hơi mềm quá à. Xin kính mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con Châu nha. Sáng ăn phai, phái ăn sàng. Sáng ăn phai, phái ăn sàng. Phái ăn sàng, sáng ăn phai. Sáng ăn phai, phái ăn sàng. Nghiệp nào quá à. Ở ba không có nhà mà bị mẹ la nữa. Mình giờ cuộc sống của mình tất bật lắm con biết không, mà mẹ cố gắng con cũng phải cố gắng cùng mẹ chứ, con mà giờ vậy rồi làm sao, biết không? Thương ba thương mẹ thì cùng nhau cố gắng nha. Mẹ yêu con. Âm biết không? Rồi ngồi quay lại ăn nè. Con giờ tự ăn được rồi nè, nguội nè. Khoai này nó kiểu như khoai bột quá à, bà cô chú. Nuốt nó hơi bị mắc nghẹn. Bữa nay trời mưa cả nhà ơi, cấp này trời mưa thường. Thương bà cô chú con đi học. Thanh ta lại. Ông bà cô chú ơi, giờ thì Châu đưa Na đi học. Bữa nay trời mưa, che dù. Đi sạch cẩn thận đó con. Cái đôi giày đó có rộng lắm không? Không hả? Mang cẩn thận tiền té nha con. Có rộng quá thì mẹ mua đôi khác cho con. Còn về thì thôi. Dư mà gấm chút.
Mang được không hay là mua cái khác? Hả? Mang được. Rồi vậy đi. Mang được rồi nó rộng chút. Mang được mà nó rộng chút rồi. Nay trời mưa không bà cô chú. Mà Na ở gần á nên là cái trường học Na sát bên nè, nên là Châu với Na hay đi bộ. Chứ phải xa thì mới đưa xe. Đây bước vài bước rồi chừng đi chừng 2 phút rồi tới. Đừng có chay nữa. Cô giáo kìa. Nhà xe ô. Chị gặp ta. Đi, đi lại đây coi. Na nó gặp cô giáo của năm trước á, ông bà cô chú nó chào. À, để đi. Na tới lớp rồi ông bà cô chú, để dầu, để dù vô đây nè. Con che sao cái đầu con có ướt, có nước vậy hả Na? Hả? Che dù sao mà cái đầu có nước ông bà cô chú? Rồi được rồi, để tạm đi rồi mẹ đem về cho. Không. Chiều nay con cô giáo đưa về mà đâu sách gì được đâu. Rồi để đại đi rồi mẹ để đại vô đó đi. Rồi cái này nó kêu chưa? Rồi được rồi đi vô đi. Thế à? Trời ơi té. Cho vậy cẩn thận chứ. Rồi dẹp đẹp đi. Nhanh đi con gầm rồi vô lớp chảy rồi kìa. Trời trời không có chảy máu mà nó gì. Không có chảy máu hả? Đây. Rồi vô đẻ đi. Đẻ đi về nè. Ừ không sao. Rồi dẹp lại đi. Đi làm sao dắt té. Cô giáo tới. Tới đi. Nay vô lớp rồi ông bà cô chú ơi. Dạ cháu đi về. Hôm nay về thì không có kế hoạch gì hết, chắc ở nhà dọn dẹp. Cả nhà ơi, giờ trời còn đang mưa, cháu đưa Na đi học về, nãy giờ cũng rút đồ vô rồi là chuẩn bị giờ đi phơi đồ. Trời ở Hàn Quốc đang vô mùa mưa nè, mưa hổng ngày. Xe của cháu đậu mé bên đây này, hôm hai mẹ con đi chơi về đó. Cái đậu bên đây, bên mé bên gần nhà thì hết chỗ đậu. Cháu đậu đây nè. Sáng nay người ta đi làm hết rồi, còn có một mình chiếc xe cháu à. Với mấy chiếc xe này. Đậu kiểu như lùi vô vậy á, thì đậu cũng dễ. Cấp này cho đậu xe cũng giỏi rồi. Nhưng mà đậu mà kiểu như đường dọc ngang, cái mình chia, mình quay chiếc xe ngang mà đậu vô thì chưa có kinh nghiệm, đậu còn hơi lâu. Xe cho có dán cái chữ này nè, giống như là để kiểu như cho người ta biết là người mới tập chạy á, có gì người ta cũng thông cảm giùm. Cô Na với Na dán cho Châu đó không bà cô chú. Còn ở ngoài đây gao nè, gao Châu Ương nè, à, gao cải ngọt nè. Châu Ương ngò gí nữa mà ngò gí nó lên trễ hơn cải ngọt nó lú lú rồi nè. Nhà Châu phơi đồ, cái nhà ơi, đồ giặt hồi hôm tới giờ nhờ mới phơi được nè. Hồi hôm á, chở Na đi chơi về, Na cũng mấy ngủ xíu mà không có ngủ luôn nha, thức. Rồi cái làm đồ ăn, nấu hủ tiếu hai mẹ con ăn. Xong cái dỗ lau chùi tắm rửa cho Na. Cái dỗ Na ngủ xong cái Châu cũng ra chỉnh video, đăng video. Rồi tới 12 giờ luôn. Rồi cái không phơi đợi bên qua ngày hôm nay phơi.
ở Hàn Quốc con nít mà mới bỏ tã là người ta sẽ bận quần lót á cả nhà, quần kiểu như quần con á cho bé nè, trai gái gì cũng vậy hết trơn á. Đồ này của Na lúc mua bên Việt Nam nè, đồ Việt Nam á về nó rẻ mà Châu thấy xài nó bền hơn đồ Trung Quốc. Ông bà cô chú ở bên đây Hàn Quốc người ta đồ nhiều đồ của Trung Quốc lắm, mấy lúc Châu mua đồ quần mà quần nhỏ này của Trung Quốc giặt chừng bận chừng không bao lâu hết trơn á là nó bị giãn vậy thun hết rồi. Còn đồ Việt Nam ha, đồ mua ở Việt Nam là xài lâu hết sức lâu mà nó còn nguyên nguyên à, hầu như mới vậy đó. Nó không có bị giãn gì thun đâu. Cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ Châu cũng dọn dẹp phơi đồ rồi xong hút bụi cái nhà. Giờ Châu khui cái này ra để lau nhà. Cái này sẵn Châu quay chia sẻ cùng cả nhà luôn. Thì cái này là cái đồ lau nhà Châu nhờ cô Nam mua giùm á. Tại hôm bữa cô mua ở ngoài quán cái Châu thấy im quá cho nó, cái này mà mua về lau ở nhà nó gọn nó tiện nên là Châu gửi mua. Mua trên mạng á ông bà cô chú. Được thuê tắm nào. Châu mua, cô Na mua giùm mà cô Na không có lấy tiền. Không có lấy tiền, cái Châu cho tiền con gái của cô Hana. Thì cô Hana giúp đỡ gia đình cho rất là nhiều luôn. Nói chung là không biết kể làm sao cho hết nữa. Thì Châu cũng không có cái gì. Cái lâu lâu, cái thỉnh thoảng cái Châu cũng cho tiền bé con cô á, nó xài tiêu vặt cho ít gì đó, cũng như lâu lâu cái cho vài chục ngàn để cho nó xài. Mà nó cũng biết đó mà cô chú, những khi Châu cho nó không chịu lấy, nó biết á. Rồi cái cô á, cô nói con lấy đi, mở cho thì con lấy, rồi nó mới chịu lấy. Cái này của Châu hình như nó khác hơn cái của cô Na kìa. Rồi khác hơn rồi. Cái của cô Na nó cái ở ngoài quán nó khác không bà cô chú. Cái này sao nó khác vậy, ngày sao ta? Nó cũng hình như nó giống người mà nấy cái mình dắt nước cái gì nào cả nhà, mình nấy có nước cái mình dắt gì cho nó khô nước rồi mình lau nè. Hay ha. Bởi vậy Châu thấy cái này nó gọn gọn xài nhà tiện nên là Châu gửi cô Nam mua. Cái này thì cũng không có đắt lắm, hình như bữa cô mua ngoài quán Châu hỏi là cô nói mười mấy ngàn quân tiền hè á, 12.000 hay 11.000 gì đó, khoảng 200.000 Việt Nam. Nó chỉ có cái cây này không mà nó không có cái thùng nha. Giờ Châu đi làm thử, Châu lao cho chia sẻ của ông bà cô chú coi. Gỡ cái này ra, cái này gỡ ra giặt nè. Rồi Châu giặt xong rồi cả nhà, giờ Châu gắn vô lại. Gắn vô đây nè. Trời, cũng hơi ấy nha. Hơi mất công nha. Không được à. Ở ngoài quán á Châu không có gỡ ra giặt mà nó có cái vòi nước xịt đó.
cái cho để nguyên trong cây chứ cho xịt. Cho xịt rồi cái dắt cho nó khô. Vậy thì nó nhanh hơn, còn cái này giờ gỡ ra cái nó thấy nó hơi lâu nè. Nó hơi khó nè. Lâu quá. Rồi xong rồi cả nhà. Để cho lau cho ông bà cô chú coi nha. Cái này để làm cái gì đây không có nha. Cái này để chắc rửa kiến hay gì đó ta. Cái đầu này nè ông bà cô chú cả nhà. Ở cái ngoài cô hay nè không có cái này. Thấy cái chào phát wow. Sập lắm cả nhà ơi, nó có độ bám xuống á. Cái miếng vải nó ra này. Nó có độ bám xuống rồi nó sập nè. Cái này tiện. Cái này nó tiện, nó có cái mấy cái góc nhọn nhọn này mình đưa vô mấy cái kẻ, cái kẹt đồ á. Cái kẹt nhà á. Giống như mấy chỗ này nè. Mình đưa vô đây mình lao nè. Hay ta. Cả nhà ơi, thì cho lao xong rồi thì lao cũng im lắm, nó sạch lắm. Tại vì cái khăn này ta làm kiểu như nó có cái độ bám á. Nên là lao á, nó dính xuống cái mặt cho này. Mặt sàn nhà nên nó sạch. Mà lao bằng cây này cũng nó thoải mái hơn nữa. Kiểu như mình dễ dàng á, dễ dàng mình đứng mình lao á. Còn thường cái cho lấy cái khăn tắm mà nó hơi cũ cũ, cái cho lấy cho để dành cho lao làm giặt xong rồi cái ngồi dưới là ngồi dưới là lao. Thì lao vậy nó sạch lắm, nhưng mà kiểu như mình ngồi vậy nó hơi ẹt á, nên là nó hơi cực. Còn giờ có cây này thì khỏe hơn. Cây này nó khỏe hơn là ngồi dưới lao. Giờ từ giờ thì cũng đỡ rồi. Đã ngồi dưới lao rồi. Thì thôi cả nhà ơi, cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Thì giờ cuộc sống của hai mẹ con Châu cũng nó đơn giản bình thường lắm. Mà Châu muốn một ngày Châu cố gắng để qua ra hai video thì Châu quay vậy. Chia sẻ cô chú anh chị em nào thấy thích thì xem ủng hộ Châu với Na. Còn không thì ông bà cô chú đọc những cái tiêu đề Châu để đó, thấy cái video nào cần thiết muốn xem để hiểu thêm á thì hãy vào xem. Còn cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con thì bình thường lắm, không có gì đặc biệt hết trơn á. Nên là Châu cũng mong là ông bà cô chú thích thì xem ủng hộ, còn không thì thôi. Thì Châu xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video ủng hộ hai mẹ con Na nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.